Kính chào mừng quý khán giả với bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do sáng thứ Sáu ngày 1 tháng 11 năm 2013. Sau đây là phần tin. Kính thưa quý vị, Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm qua cho biết đã chính thức gửi công hàm phản đối điều mà Bắc Kinh cho là hành động khiêu khích, nguy hiểm của Nhật Bản theo dõi cuộc tập trận của Trung Quốc tại vùng Tây Thái Bình Dương. Phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng Trung Quốc Dương Vũ Quân cho hay hoạt động tuần tra của Hải và Không quân Nhật Bản gây trở ngại cho cuộc thao dượt quân sự bắn đạn thật của Trung Quốc hồi thứ sáu tuần rồi. Nhưng việc trước Trung Quốc không cho biết địa điểm tập trận ở chỗ nào. Vẫn theo phát ngôn nhân này thì các tàu và phi cơ Nhật cũng thu thập thông tin về hoạt động quân sự vừa nói của Hoa Lục công hàm ngoại giao thường do Bộ Ngoại giao khởi xướng, nhưng việc Bộ Quốc phòng Trung Quốc gửi công hàm là chuyện hy hữu, cho thấy sự phẫn nộ của quân đội Bắc Kinh. Trong nhiều tháng qua, mối quan hệ Nhật-Trung ngày càng căng thẳng do tranh chấp quần đảo Senkaku, tức điếu ngư, ở biển Hoa Đông. Một cựu sĩ quan Nhật hồi tuần này cảnh báo rằng giữa lúc Bắc Kinh ngày càng có hành động quyết đoán, thì Nhật-Trung có nguy cơ đụng độ với nhau. Đài Loan cho triển lãm lần đầu tiên loại phi cơ săn tàu ngầm tầm xa mấy ngày sau khi Trung Quốc phô trương hạ đội tàu ngầm nguyên tử để chứng tỏ sức mạnh quân sự gia tăng nhanh chóng của Hà lục. Hôm qua, tại buổi lễ diễn ra ở một căn cứ không quân tại thành phố Bình Đông, phía Nam, dưới sự chủ trì của tổng thống Mã Anh Kiều, quân đội Đài Loan giới thiệu loại phi cơ P-3C Orion do tập đoàn Mỹ Lockheed chế tạo. Chiếc phi cơ này được chuyển giao hồi cuối tháng rồi không quân Đài Loan sẽ nhận thêm 3 chiếc nữa vào cuối năm nay và thêm 8 chiếc khác vào năm 2015. Tổng thống Mã Anh Cửu cho biết, phi đội 12 chiếc B-3C Orion mà Đài Loan đặt mua của Hoa Kỳ là loại hiện đại nhất, trị giá gần 2 tỷ Mỹ Kim. Theo các chuyên gia, thì loại phi cơ tân trang ấy có thể bay liên tục 17 tiếng và được trang bị hỏa tiễn Harpoon và ngư lôi MK-46 phóng từ trên không sẽ giúp tăng gấp 10 lần tầm do thám của phi cơ chống tàu ngầm của Đài Loan hiện giờ. Thưa quý vị, người biểu tình chống chính phủ lại xuống đường ở thủ đô Bangkok của Thái Lan hôm qua vào lúc Quốc hội thảo luận về một dự luật ân xá chính trị mà phe chống đối lo ngại sẽ xóa bỏ hành động lạm quyền trong quá khứ cũng như mở đường cho cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra trở về nước. Theo phe chỉ trích dự luật gây nhiều tranh cãi này thì dự luật ấy có thể làm Tái phát bất ổn chính trị ở xứ Chùa Vàng từng gặp nhiều bạo động vì những cuộc biểu tình bênh và chống Tuscan sau khi ông bị đảo tránh hồi năm 2006. Tối hôm qua, hàng ngàn người biểu tình bên ngoài một ga xe lửa ở Bangkok, một số quán khăn rằn in chữ chiến đấu, trong khi những người khác trương biểu ngữ ngăn chặn việc ân xá cho những kẻ tham nhũng. Theo phát ngôn nhân cảnh sát Thái, có khoảng 6.500 người hưởng ứng cuộc biểu tình này do Đảng Dân Chủ đối lập kêu gọi. Đảng Phua Thái, tức vì người dân Thái, đang cầm quyền dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Dinh Lắc, là em gái của ông Thaksin, đã ra lệnh tất cả nhà lập pháp của đảng này ủng hộ dự luật ân xá vừa nói. Theo như mong đợi thì dự luật sẽ được biểu quyết trong vài ngày tới. Và sau cùng thưa quý vị, giới lãnh đạo sắc tộc thiểu số Kachin ở phía Bắc Miến Điện hôm qua hoan nghênh quyết định của chính phủ cho phép họ thành lập một chính đảng mở đường hướng tới hòa bình. Chính quyền Miến Điện từng ngăn chặn các đảng phái người Kachin tranh cử hồi năm 2010, không cho sắc tộc này có đại diện ra tranh trong kỳ tổng tuyển cử đầu tiên ở Miến Điện kể từ hai thập niên. Khi kỳ tổng tuyển cử kế tiếp kế theo kế hoạch sẽ diễn ra vào năm 2015, Cơ quan truyền thông nhà nước hôm qua công bố chính phủ đã cho phép hình thành đảng Dân chủ bang Kachin. Lãnh tụ đảng là ông Manam Tuya, cựu phó chủ tịch tổ chức Kachin độc lập chống đảng gồm trợ đẩy. Quý vị vừa theo dõi bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do. Chân như xin cảm ơn quý vị đã theo dõi và xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kia sau.